Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Em đã kết hôn một lần và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng cái tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Nhà trai xin mời xuất hiện. À. Xin mời nhà gái. Rồi, xin chào anh, chào nhà gái bên kia. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe, để cùng hiểu nhau nha. Rồi, mời anh ạ. Thưa quý vị đang theo dõi, đồng hành với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp Đại học Bác sĩ Thú Y. Tôi là luật gia. Tôi cũng có kinh doanh. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó, anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi lấy vợ cũng có lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo xe lại rồi tôi xuống xe rồi tôi cho ít tiền người đó. À, cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Em điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được ba đứa con. Ba đứa con? Dạ, bây giờ ba đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng ba mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Úc? Còn Úc thì đang học y khoa. Dạ. Gái Úc. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn vợ trước của tôi là bác sĩ á, thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. À, thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á, thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Dạ. Anh, xí xí, em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu về bây giờ để đàn gái đi. Nói nha, tình trường của em như thế nào? Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn là em cũng sợ. Mỗi người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đen giỡn sánh á. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi về Mỹ hả? Tôi đi về về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Ở quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Bây giờ nè,
mình cũng lớn tuổi rồi. Yeah. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, yeah, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, yeah, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Con mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là... tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi vào bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi. Em có 1 múi à. Với mối tình thứ ba này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc để thì hỏi. Để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á, thì tôi cũng đáp ứng. Tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không. Em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi, bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á. Dạ em cũng rất là như trẻ con. Nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em nữa, thì em không có. Nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh hay sống với bà xã anh? Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Yeah. Nhưng mà cổ nói là theo luật đó, thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ, thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên đó, cùng chăm sóc con đó, dạ, thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì... vẫn cương quyết bắt con của đi về. Dạ, dạ rồi, vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai vậy? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Quyền Linh, dạ, và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để ủng hộ cho con gái. Rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương, có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Dạ, tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ, nhưng mà thôi nó cũng bỏ, đến đây là một cái duyên rồi, bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Dạ, dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Dạ, chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Dạ, tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi. Má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. Bây giờ mở rào mở đi. Rào đi. Rồi mở rào. Anh có món quà nhân cái đầu ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa. Bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cò lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Hay cảm quá. Ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ. Dạ anh hát đi. Dạ dạ, dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại
cây nhờ mối với mai, anh đưa em giao phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yến nhỉ? Anh chọn màu vàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Hết giận rồi. Rồi vương vỡ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngần ngỡ. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá đi thôi. Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Đến đây em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê. Kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò. Lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong. Vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á? Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành. Mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ á, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa. Để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Thì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. Để giải quyết cái bất hòa đó. Cái thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu, giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được. Nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào ạ? Tôi cũng xin lỗi chương trình. Thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. Thật sự nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút nhưng mà ở trên truyền hình đó, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn, mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc nha. Dạ. Rồi.
Quý Linh và các tường xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, vừa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự đồng hành của Dopamine. Chào mừng ngày 8 tháng 3. Thay mặt cho những cánh mày râu, Quý Linh xin gửi đến lời chúc tốt đẹp đến những cánh hoa hồng, những người phụ nữ luôn luôn tràn đầy sức khỏe, tràn đầy năng lượng và đẹp mãi mãi. Cảm ơn anh Quyền Linh. Và quý vị biết sao không? Tại sao mà anh Quyền Linh giới thiệu hôm nay là số đặc biệt? Bởi vì từ trước đến giờ các tường và anh Quyền Linh chỉ mai mối cho những người là họ chỉ đi tìm hoặc là họ bị ế một tí thôi. Nhưng trong chương trình hôm nay á, là mình có được cái cặp đôi đặc biệt. Nói hấp dẫn quá. Rồi bây giờ anh mong muốn gặp cặp đôi đầu tiên. Chúng ta cho tràng pháo tay chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời chàng trai. Wow. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Xuân Trường. Xuân Trường. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay là 30 tuổi. 30. Bạn làm nghề gì? Em là giáo viên. Giáo viên dạy về gì bạn? Em dạy piano. Hai xin mời bạn gái. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Trường Lâm. Trường Lâm, năm nay Lâm bao nhiêu tuổi? Dạ em 27. 27 tuổi. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng của công ty đầu tư địa ốc anh. À Trường Lâm. Dạ. Ở bên đây là Xuân Trường. Dạ. Với nhau vậy. Rất là hay ha. Tôi bây giờ thế này đi. Nhân ngày 8 tháng 3 mình hát một bài gì đó cho nó vui đi. Cái đề nghị này em cũng nghĩ là hơi bất ngờ. Em cũng chưa chuẩn bị sẵn cái bài vui. Không cần chuẩn bị, nó bất ngờ thế nó mới hay. Dạ thì em sẽ hát một bài. Bài có tên là Tình Yêu Là Mãi Mãi. Dạ. Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng. Dù ngày mai có sống trong chờ mong, anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay, một đêm thật dài đến mai sau. Và một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu. Vì cuộc tình như chiếc lá non, tình yêu sẽ hóa môi son. Bạn hát như vậy, bạn đà dạy đàn như vậy. Em biết anh chuẩn bị nói gì đó. Lâm ơi, bạn đặt cái tiêu chuẩn như thế nào về cái người bạn trai mà mình muốn tìm kiếm? Em chỉ cần một người là biết có trách nhiệm, chững chạc để có thể là đôi khi em gặp những khó khăn trong cuộc sống thì em có thể tìm đến để có thể giúp đỡ em về mặt tinh thần chẳng hạn. Vậy bạn có đặt nặng về vấn đề vật chất hay không? Dạ vật chất thì em không có đặt nặng, nhưng mà người đó phải lo làm ăn để có thể tự nuôi sống được bản thân của mình, chứ đừng có ỷ vào cha mẹ mình có của ăn của để rồi cứ thích thì làm, không thích thì nghỉ gì đó. Bạn cho rằng mình là người như thế nào? Em là người sống rất là tình cảm và lãng mạn. Lúc nãy em có nghe anh dạy piano thì thực ra em cũng rất là thích piano. Cũng có một thời gian còn có học piano nhưng mà rồi lại bỏ thôi bởi vì không có điều kiện nữa mà theo được. Nghe bạn gái bên kia nói vậy bạn cảm nhận thế nào? Cái yêu cầu về người bạn trai như vậy có phù hợp với bạn chưa? Khá là phù hợp. Còn bạn có yêu cầu gì không? Đặc thù nghề nghiệp của em là nghiêng về nghệ thuật. Cho nên là nếu một người phụ nữ phải có một tí xíu về cách đối tiếp với nhiều tầng lớp trong xã hội. Nói vậy cho nó dễ hiểu một tí. Mà bạn có ưu điểm gì? Em nghĩ là khá ổn về mọi thứ. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là như là đôi khi hơi khó tính. Dạ. Khó quá đi chứ. Cái bạn quan niệm về chuyện tình yêu là như thế nào? Đối với em cái tình cảm thì nó có 4 từ T. 4 từ T? Dạ. 4 chị lắm. 4 từ T là sao? Dạ, có 4 chị lắm. Đó là tôn trọng, thành thật, tin tưởng và thẳng thắn. Hai bạn này hơi khó đó nha. Hơi khó đây nè, bởi vậy. Bây giờ tôi hỏi quê bạn ở đâu vậy bạn nữ? Dạ em quê gốc ở Khánh Hòa anh. Khánh Hòa, còn bạn nam? Cũng miền Trung là em Bình Định. Bình Định hả? Thấy tôi thấy hai người này hơi khó tính đấy anh Linh. Đúng rồi. Chào anh. Chào bạn. Xinh gái quá. Có quyền khó tính. Bên đây sâu quá mà cũng khó tính. Gì kỳ vậy? Mình phải nhờ chị cái mình có quyền chứ, mình chọn cái người bạn đời cho mình phải được quyền kén chọn. Anh không có hợp đâu, ở đây xấu hơn em nhiều. Thế bây giờ xấu bạn có chịu không? Xấu mà có duyên là được chị. Bây giờ có không ưa cái gì á người bạn trai của mình không nè? Đừng có gầy, em không thích gầy. Cái gầy nhưng mà người ta có duyên. Hồi nãy rồi. Em nói là có duyên nhưng là được rồi. Gầy thì em dựa không được. Bên đây ốm nhách luôn. Cái gì gầy thì em dựa nó gầy là dựa không có được. Bỏ tay. Gì đi đâu vậy? Chào chị. Hi.
Xấu quá. Dạ. Ủa mà sao đây, kiểu tóc ngộ vậy? Chắc có lẽ có nhiều người cũng giống em là má em cắt cho. Má cắt tóc? Dạ, má em đang kiếm nhiều. Từ đó giờ toàn là má cắt tóc không hả? Dạ, nhiều lần. Vậy đa hả? Số là má cắt nhiều. Ốm mà để đầu trọc lóc. Đến chương trình ai? Dạ, đến người thợ cắt tóc đó. Đâu đó, mình muốn coi cái người thợ cắt tóc của bạn. Dạ, mẹ em kia. Ờ, dạ chào cô. Cô có làm nghề cắt tóc không? Dạ không, mình là giảng viên đại học. Giảng viên đại học mà sao dạ. Cắt tóc đẹp quá vậy? Dạ không phải, hình như ảnh xấu đẹp. Mình cắt cho nó đẹp chứ không phải mình cắt đẹp. Mà bây giờ cô muốn có dâu lắm chưa cô? Dạ thưa, tôi đến đây là với cái niềm ao ước là con trai nó có một cái niềm vui lớn trong cuộc đời. Dạ. Như vậy là Cát Tường hiểu. Dạ dạ. Cô ơi, dạ, cái cảm nhận đầu tiên của cô khi nhìn bạn gái của con ở đây thì cô thấy như thế nào ạ cô? Dạ chắc chắn là lời khen của mình cũng như những lần trước là cô bé rất là xinh xắn, rất dịu dàng. Còn cái phần còn lại là của hai bạn, vì mình thấy rằng là hai bạn dưới mắt mình rất là chững chạc. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ cái cảm nhận hai bạn sẽ gặp nhau thế nào chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Màn đâu kéo lên. Người ít tóc ốm nhất. Em xấu quá. Em nhớ anh thiếu mất một đoạn đó. Cái đoạn qua kia anh xem trước đâu. Xem rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. Đây. Gì vậy? Đó. Cười gì cười? Cười gì cười? Coi phía sau trước. Anh tưởng trọc lóc thiệt hả? Không, cái này tóc giả em ơi. Xấu quá. Cái này cắt có dạ. Uống nữa phải không? Chào em. Có uống nữa phải không? Dạ không. À cái này là tóc từ nhỏ đến giờ nó vậy. Vậy hả? Ồ, đặc biệt quá. Dạ bởi vậy cho nên là mẹ hiểu ý là cắt mới được. Dạ. À, trước tiên là em có món quà tặng cho anh. Ồ, để anh tặng trước đi cho nó đúng. Dạ. Đúng chứ. Đúng rồi. Dạ, tháng 3 đó bạn. Dạ là của em đúng không? Dạ, rồi, em cảm ơn anh. À, đây là món quà em tặng cho anh. Món quà này là tự tay em làm. Rồi. Em có đem theo hai cái bút. Trên này thì trái tim màu trắng, thì trong này sẽ cũng sẽ có một trái tim màu trắng. Và em hy vọng là mình chỉ có thể sử dụng cái bút màu hồng này, đừng nên sử dụng cái bút màu xanh. À, dạ. Nó trùng màu với bấm nút hay sao? Dạ, chắc là ở trong này cũng có một trái tim. Nó chỉ là màu trắng. Ừ. Em hy vọng là sau chương trình này thì chị mình có thể tô trái tim nó thành màu hồng. À. Rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Rồi, mời hai bạn ngồi. Bạn cảm nhận chàng trai thế nào? Hơn sức tưởng tượng của em. Cùng chiều hướng tốt hay xấu em? Tốt đi, tốt đi. Nãy anh nói sao tưởng tượng sao? Em chỉ tưởng tượng là một thầy giáo thì chỉnh chu. Dạ. Rồi cảm nhận của bạn trai đối với bạn gái như thế nào? Bạn nữ rất là dịu dàng, nữ tính. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà em bày tỏ những suy nghĩ của em thì chắc em cũng rất là quyết liệt đúng không? Dạ chính xác. Bởi vì em cũng thích sự thẳng thắn trong đó. Mình thích hay không thích thì mình cứ nói ra với nhau, chứ đừng có để phải đoán nhau thì nó mệt đúng lắm rồi. Mà nhiều khi đoán không trúng nữa thì nó lại đi theo hướng khác. Bây giờ nếu mà đọc ý hẹn hò nè, bây giờ hai đứa hẹn hò ở đâu em nè? Yên tâm về tình trạng hiện tại. Có mẹ ngồi dưới làm chứng. Thấy mẹ chịu rồi. Rồi được thì bao giờ kết hôn? Hỏi là có mẹ đây đang hỏi luôn. Em thấy cái hình như ai cũng nói là cỡ một năm là vừa. Còn, một năm phải không? Dạ sau đó cái gì đó mình có thể rút lấy ngắn giờ gì đó. Phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Dạ. Rồi chúng ta hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. À, chúc mừng hai bạn. Dạ. Cặp rất là xứng đôi đúng không? Rất là xứng đôi. À, cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Em cũng biết cảm giác như thế nào nữa. Cho em xin phép một phút được không ạ? Dạ. Về cái món quà hồi nãy em. Rồi, dạ. Đồng ý. À, anh có thể mở. Anh mở quà đi, ta tặng quà anh không mở. Lấy hai cái viết anh tô vô. À, cái này có hai mặt. Em với anh đều đồng ý thì em nghĩ là em tô một mặt và anh sẽ tô một mặt. Anh lo cười không, anh không có hiểu cái điều người ta gửi gắm. Người ta gửi gắm cái gì ông không có hiểu gì hết trơn trời. Ý tô hai mặt là cổ nói anh hai mặt đó. Dạ không, một màu là một mặt. Dạ. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ anh tập trung cái chuyên môn, đừng cười nè, giờ nắm tay nè. Dạ. Hỏi nắm tay nắm sao nữa đi. Có mẹ ngồi dưới kìa, ôm hôn ghế cho mẹ vui cái coi. Rồi nắm tay đi. Nắm tay đi. Em có nắm tay rồi. Rồi, chào em đang tại. Rồi chúng ta. Wow, chào em. Tay này được á nha, ngầu á nha.
Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn Nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ, em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăng Lê vào trường anh. Đúng rồi, dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Rồi sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính á. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau, với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? Thí dụ như là em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú nha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương, mà em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à? Tính của em cũng hơi bị con trai chị, không có được nữ tính á. Cỡ chị cắt được. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói chị buồn em. Chị nữ tính lắm. Chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình. Em hơi bị lười đi chơi chị. Ví dụ mà đi gần thì đi, còn hả rủ đi, mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ thôi chứ không đi. Người quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Hát thử khúc đi, vỗ tay đi quý vị. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bạn gái bên kia hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. Em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Quý vị ơi, không nhận ở nha, lúc nhìn dễ thương đẹp trai, nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi ảnh có chỉnh được không? Chỉnh là sến sao? Đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu nổi anh ơi. Chịu nổi hả? Gì? Nói dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ anh. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không chị Cát Tường ơi, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? Không. Có không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao anh động ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có 6 muối. Rồi, đẹp trai mà có 6 muối. Anh có 1 muối à? 6 muối cỡ Phạm Văn Mách được không? Dạ thôi. Thôi 6 muối đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 muối thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 muối? Tập cái bụng thôi. Có muối nào không em?
Dạ em có 4 muối vậy ơi. 4 à hả? Mà hồi xưa nó 4 muối, bây giờ nó còn lại con muối à. Gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? À, có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. À, bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bên đây tao thích 6 muối nè. À, dạ cái gì, nghĩa vụ quân sự hả? Thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái là gì? Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy lên, cái. Kiểm tra mem anh lên. À, không nổi. Bây giờ mấy cái tính tới. Thể lực. Ủa, thiệt luôn nha. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 Thiệt luôn hả? Thiệt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cố lên. 22 23 24 25 26 27 28 29 Quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi, quá dữ. Nó chơi làm việc luôn vậy đó hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói rồi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương, được. Anh em thì hơi hiền, chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu mình đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. Mà thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau. Bắt đầu. Anh tặng em. À, hoa nó lại tự tài. Làm đó hả? Dạ đúng rồi. Thấy anh nhớ tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời, hoa đẹp quá vậy, làm bằng cái gì vậy ta? Làm bằng tăm tre vậy. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì anh rủ đi chơi rồi anh đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là em thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. Anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi vậy mình bấm nha. Ngu dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào, thử cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi. Không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn. Em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Cảm ơn.
Xin mời chàng trai xuất hiện. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Sao tay lạnh ngắt vậy? Giờ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run? Bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức. Dạ em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, dễ thương quá đi, thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh. Em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà... Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp, với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại, hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì u lạ vậy? Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh, nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Không ăn hết là em dở nè. Giờ lại hơi căng. Căng rồi nha, làm dở ăn hèn chi mấy anh kia, anh chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tới nên bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm bột mì, em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi, này là thập cẩm luôn. Bánh kỳ lạ vậy. Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Đấy, nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? Em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Ru 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 thử một khúc coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi, ngọt à nha, ngọt à. Giọng ca này anh Nguyễn Linh cũng canh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ anh Nguyễn Linh ơi. Vậy hả, vậy còn em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm chạm xuống. Nha, đụng chạm thôi, nha. Thôi chơi. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiêu, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi, nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Ví dụ lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai gì sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Trí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó
nắm tay em cái em hết hồn quá, cái em giờ luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mới gặp mà giống như đụng chạm nắm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng cái em sợ. Gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ bây giờ được thì em cũng tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị, chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Dạ. Đó mặt có được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến. Dạ. Nhưng mà giờ bạn chỉ ở nhà thuê, em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó giờ em hỏi mẹ em lại nữa, em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Anh trai. Dạ. Đâu anh trai đâu. Dạ chào anh. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi á. Tới luôn đi Linh. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng đất cách nhà ở luôn. Trời ơi. Trời bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng chi ông anh bắt rễ cho miếng đất cách nhà. Tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, không mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh này là quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rể là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Thôi cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị ơi. Mất mới gì mất nhuệ khí đàn ông? Hí, tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất mẹ người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rể mà mất hả? Bỏ đi em. Sao bây giờ bỏ? Ở rể là ở rể. Anh ở rể nè. Đó thì chứ không biết mà. Tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Dạ chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Dạ anh. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với câu cua. Anh có chạy tôm đúng không? Trời ơi, chạy tôm ngon lắm à. Trời ơi, vậy là quá. Được rồi, quá được rồi. Sao anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em mình thôi. Trời, mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi, kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được ạ. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì không vậy? Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Cuối sợ như vậy? Dạ, em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hóa tay cho đỏ luôn đi. À, em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm cái gì anh quên ta. À đúng rồi, tặng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ, không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái coi được không? Không, em không xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó ở trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được rồi. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kiếm một người như vậy. Ủa vậy là kiếm người vậy làm u sin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn đến đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng nhìn nói đây nè, ông nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi. Ghê gớm. Ghê nói quá ha. Dạ. Biết cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù giác cái lù chạy tuốt ha.
Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ, ghê lắm cái chắc là này. Bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có, em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không dám nhìn mà quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? À, sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn bè. À, sau cái chương trình này á có hai cái vé đi xem phim thì anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê đồ hai vé miễn phí không anh? Đúng rồi, hai vé phí. Tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé, hai đứa mình đi riêng hay em? Trời ơi. Ý là người ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em, để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không, nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em rung quá à. Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có rung sao? Trời ơi, nổi da gà rồi đó, trời ơi thiệt á. Em nổi da gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút tiền. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm, tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? À, số 3 2 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn là không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Không lẽ. Dạ thôi. Dạ thôi em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nhưng. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. Nè, vô xem phim mà cũng hô muốn hung cũng phải xin nha. Vừa lòng chưa? Dạ em quá hài lòng luôn chị. Quá hài lòng luôn ha. Chúc hai bạn sẽ bước xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúc mừng. Nắm tay dẫn đi xuống đi. Cái gì vậy? Đi xuống. Trời ơi. Trời ơi. Cho em xin phép anh Linh, cho em được nắm tay anh Linh. Tán cái giờ. Trời. Đâu phải dễ đâu. Xin cũng khó lắm chứ bộ. Thôi, cái chuyện này tính xạo. Cặp đôi này là chắc chắn ăn đầu heo rồi đó. À, hai ông anh là chuẩn bị nha. Một cái vuông tôm với một cái miếng đất nha. À. Nhớ cho tôi ăn tôm nha. Mời bạn Nam. Chào Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh ơi. Bạn tên là gì? À, em tên là Lê Quý Linh Đôn ạ. Hiện tại em 27 tuổi. 27. Lê Quý Linh Đôn, 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu ạ. Xin mời bạn. Wow, xinh xắn quá. À, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thuy Dương ạ. Em năm nay 25 tuổi. Em đến từ Tây Ninh ạ. Tây Ninh sao thấy nó giọng miền Trung? À, dạ đấy là giọng em giả đấy ạ. Ủa là sao? Vậy giọng thiệt em là giọng sao? Dạ, giọng thiệt em là giọng này ạ. Ồ. Thế em làm nghề gì? À, dạ, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình giả giọng tiếp luôn đi. Dạ, chơi luôn ạ. Cái lý do tại sao lại ra giả giọng như vậy? À, giả giọng là một cái năng khiếu của em ạ. À, em có thể giả được nhiều chất giọng khác nhau. Em có thể hát, có thể vẽ và em còn có thể làm bánh ạ. Rồi hát luôn, làm khúc luôn. Dạ, em xin hát một khúc của bài Say You Do ạ. Rồi. Là buồn là yêu anh, sợ anh xa lánh. Tiếc sao giờ này vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng. Nhưng chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Dạ.
bạn nam ơi, bạn nam có đáp lại gì không? Dạ em ca hát và giả giọng cũng được, nhưng mà giọng thì nói chung là chỉ ca hát thôi. Ca hát đi. Em hát bài Em Trong Mắt Tôi đi. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kế bên thềm ngàn hương không que sắc màu, ngàn đó hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Ờ gì được anh. Cái giọng này đặc biệt lắm á nha. Dạ em là hiện tại là đang làm nhân viên phòng chuyên về ngành IT ạ. IT. Dạ. Làm văn phòng thì rất nhiều cô gái xinh đẹp ở trong văn phòng. Thật ra thì công ty em phần lớn là người lớn tuổi luôn. Dạ đúng, em là trẻ nhất nhì trong công ty ạ. Dạ. Có trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ ba mối tình ạ. Còn bao nhiêu thì hình như là đơn, còn một số mối tình nữa thì đơn phương rất nhiều lắm. Nhiều quá vậy, 27 tuổi mà nhiều mối tình vậy sao không tìm được người nào đi chung con đường với mình? Cũng do em một phần, là do người yêu có một phần nữa. Thì nói chung là cái gì qua rồi thì có thể cho nó qua đi ạ. Nhưng mà em có thể rút ra kinh nghiệm là tại do em một phần nào để khi mình có mối tình mới thì mình đừng có đạp lên những cái vết xe đổ đó nữa. Nhưng mà em cũng nóng tính luôn anh. Nóng tính là gì nữa? Nóng tính hay lãng trí hay quên, nên là đôi lúc là bạn gái đợi lâu rồi rất là nhiều. Là sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ chị. Trời ơi. Trời. Vậy ít quá hả? Ít quá ha. Được, cái này không được, cái này là anh thấy phải rút kinh nghiệm rồi. Nghe bạn trai nói vậy đó, hẹn mà có thể là lãng trí quên tới 1 tiếng đồng hồ mới tới thì em thấy sao? Cái này không được rồi chị ơi. Tính em là em không thích chờ đợi. Hẹn mà tiếng mà tới là chắc cũng phạt cái gì đấy. Dạ hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu rõ hơn, mình nói kỹ hơn một chút xíu về công việc của mình. Dạ việc của em là về quản lý chất lượng. Em làm trong siêu thị á. Thì khi vào thì em sẽ kiểm tra về chất lượng của sản phẩm đó có được đảm bảo hay không. Dạ. Như vậy thì mình tiếp xúc nhiều người lắm chứ em. Lý do tại sao mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ có thể là do công việc của em thì nó rất là bận rộn. Cả ngày thì chị kiểm tra về chất lượng sản phẩm, chị tiếp xúc với sản phẩm thôi, rồi tối lại về phòng mệt quá rồi lại ngủ. Ưu điểm của em thì nãy giờ chị thấy rồi ha, hội họa, ca hát, rồi giả giọng. Vậy còn cái khuyết điểm của mình hay cái tật xấu của mình? Dạ tật xấu của em là khi mà em giận lên rồi em không nói gì nữa hết. Em mặc luôn, em cứ im vậy đó. Vậy mình làm gì? Dạ cứ ngồi im ngồi chỗ như tự kỷ. Thì tốt nhất là đừng ai lại gần em hết. Ghê vậy hả? Dạ em cắn á. Bạn đã từng cắn ai chưa? Dạ chưa. Tại bạn bè em cũng có rút kinh nghiệm rồi nên thấy em vậy là cứ tránh xa em hết. Nếu mà bạn gái mà tự kỷ, ai nhào vô cắn á thì bạn sẽ xử lý thế nào? Em nghĩ thì lúc đó thì nếu được thì cứ cắn đi. Cứ để cho cắn luôn. Dạ. Cắn đau quá thì sao? Đau quá buông ra chứ anh sao anh. Mà tao không buông. Rồi đẩy ra cho anh. Bạn có tật xấu gì không? Dạ thì em thì khó tính, nóng tính. Đôi chút cũng có một chút khó tính thôi. Mình muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Dạ hình mẫu bạn trai lý tưởng của em đó là biết quan tâm, chia sẻ và phải tôn trọng em. Sạch sẽ nữa chị, không có ở dơ. Ủa bạn trai trước đây ở dơ lắm hả? Dạ không. Có thể là do cái nghề nghiệp của em nó ảnh hưởng tới. Tại lúc nào bên em là lúc nào cũng phải sạch sẽ đó. Nó ảnh hưởng tới. Dạ không anh, tại vì em dân thể thao nên là lúc nào mỗi ngày phải tắm từ 2 đến 3 lần. Bạn chơi thể thao môn gì? Em chơi đá banh và chơi gym. Rồi chơi lâu lâu thì em đi bơi. Mình thích cái bạn trai của mình có cái mẫu người lý tưởng không? Giống ai, cái hình tượng của mình không? Dạ em thần tượng David Beckham. Em thích cái vẻ ngầu ngầu mà rất là cá tính của anh ấy. Đó chỉ là lý tưởng thôi ha. Nhưng dạ, mà ngoài đời thực mình bớt xuống một chút đi ha. Dạ em đưa cao cao đó chị, trả giá xuống bớt. Trả giá xuống bớt là có bớt đúng không? Dạ. Bây giờ trước khi mà tôi qua tôi xem mặt bạn nam nó giùm cho bạn nha, thì bạn còn muốn dặn dò tôi cái gì nữa không? Không thích cái điểm gì hay thích cái gì hay cần cái gì nữa, nói một lần cuối thôi. Em thích hút thuốc vậy. Rồi phải chung thủy. Dạ chào chị. Chào em. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ không vậy. Có chung thủy không? Dạ có. Tự nó không luôn. Cũng cao dữ ha, cao mét nhiêu? Dạ em 1m84 chị. Hả? Đứng lên coi, có nói thấp không? Dạ 1m84 chị. Cao dữ, anh Mười Linh đứng lên thử coi đúng không anh Mười Linh? Thôi đừng ngồi xuống đó chị. Cao dữ ta. Thích nhất bạn gái mình ở điểm nào? Thân hình cân đối. Cao 1m6 trở lên. 1m6 trở lên? Dạ. Đó nãy giờ mình quên hỏi cô bên này 1m nhiêu à? Dạ em 1m rưỡi. 1m rưỡi. 1m rưỡi được không? Cái này giống bên gì tên Thành Thành nè. Thôi mệt. Dễ thương lắm cưng. Ủa cưng cao 1m rưỡi thiệt hả? Dạ 1m54.
Nách 54 không sao, mình con gái mình mang dài cao lên cũng được. Dạ. Mà em sợ em đứng cái nách ảnh quá. Không, bạn bên kia dễ thương lắm. Được. Dạ em chào anh. Chào bạn. Trai lùng hơn mình mới lo chứ gái thì có sao. Dạ em cảm ơn anh. Ai cũng nói vậy hết à. À cũng nói vậy. Dạ. Nhưng mà mình cao lắm. Cao lắm anh. Ừ, 8 mấy rồi. Chắc em đổi từ 8 phân thành tấc. À phải mang giày cao nữa đúng không? Dạ. Không sao, tình yêu mà đồng gì có chuyện cao hay là tấp ở đây. Dạ. Quan trọng là hai trái tim đồng điệu với nhau thôi. Dạ. Bây giờ nghe bạn kia nói cảm nhận được gì chưa? Dạ hơi tê tê. Cái gì đâu tê. Rồi chúng ta sẽ kéo mặt lên cho hai bạn gặp nhau. Các bạn có 2 phút. Kéo mặt. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Có món quà gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Mong là em thích nó. Đứng vô đo cái coi. Má xứng đôi chứ gì đâu. Dạ em cũng có một ít bánh em gửi anh ạ. À cảm ơn em. Dạ có đau bụng thì liên hệ lại em. Như vậy em phải cho anh số chứ liên hệ được chứ. Dạ. Quà gì vậy, quà gì cho coi với thôi. Tò mò. Này là cho. Cái này khó gỡ. Coi tặng cho em là thôi, em để về nhà em xem mình được. Em ích kỷ lắm. Em có định là trong 3 năm tới thì em có dự định gì cho gia đình gì không? Ví dụ như là kết hôn hay là gì đó? À, dạ cứ mình quen trước đi anh rồi mình tìm hiểu. Rồi thấy hợp hay là tới lúc cần thiết á, tới lúc mà nó chín mùi rồi á thì mình tiến tới hôn nhân. Ừ. Điều quan trọng nhất đối với em á, hiện tại là gì? Điều quan trọng nhất của em bây giờ đó là niềm vui anh. Cứ cái điều gì làm cho mình vui vẻ, thoải mái là em thích điều đó. À. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy ảnh cao quá. Em thấy em cũng cao mà, đâu có thấp đâu. Tại có giày á, nhà em đi 8 phân rồi. Em đi mang guốc 1 tấc thì cũng đâu quan tâm đâu. Tại vì em cũng đâu cao hơn anh được. Đúng không? Em không sợ cũng xứng đôi. Ví dụ như là nếu mình quen nhau mà gia đình anh phản đối á, thì anh là thế nào? Vậy thì cuộc sống của anh là do anh quyết định. Hồi xưa giờ là chứ ba mẹ nó không có can dịp vào. Họ chỉ góp ý thôi. Dạ. Và đứng lên sau lưng anh thôi. Mỗi người nói về nhau một câu nữa, tình cảm, cảm xúc. Em sẽ bấm. Vậy thôi. Hết. Còn em thì sao? Chút là anh sẽ biết. Rồi, các em. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3 hai bạn nha. Mình có thể nắm tay nhau. Cảm giác sao em? Dạ. Cảm giác sao? Nó khó tả lắm. Khó tả. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, em chào Nguyễn Linh và em chào quý khán giả. Em tên là Trần Khánh Dung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm chuyên viên về mua hàng của công ty cổ phần sợi Đông Quang. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở đây. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Trương Chí Long, nay 27 tuổi. Đang làm nhân viên văn phòng của công ty An Gia. Công ty em cung cấp về dịch vụ chữ ký số. Chữ ký số là thuế đó hả? Dạ, đúng rồi. Thì em gọi hỗ trợ khách hàng rồi sale với họ. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, em ở thành phố luôn chị ơi. Hai người thành phố là gần nhau rồi. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng mà cũng chín chắn, giống như anh Trấn Thành đó chị. Em thích bạn nào tròn tròn đó anh ơi. Rồi, ngon. Lo dễ sợ luôn. Nghe nói tôi mừng rồi. Gì vậy? Bộ thùng phi hay sao vậy? Ta mụm miệng chút xíu thôi. Mình có những sở thích gì? Em thích xem phim. Em thích nghe nhạc, hơi chút xíu là thích ngủ. Thích ngủ hả? Hiểu. Có thích ăn không? Cũng chút chút thôi chị. Vậy cái này cũng hiểu người bên đó thế nào rồi đó. Cùng có thích em không? Rồi, như đó là sở thích bên đó. Bạn Nam đó. Sao? Em thì thích ca hát, thích đi phượt và thích du lịch. Lo làm thử khúc đi. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em. Và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Rất là đặc biệt.
Một giọng hát rất là có cá tính, giọng nam cao, hát thì không có mở miệng. Tại tại rung quá chị Cát Tường ơi. Nhưng mà em vẫn lên cao. Có hé hé chị. Đương nhiên phải hé hé. Mà. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em không quan trọng ngoại hình, cô ấy như thế nào cũng được. Cái quan trọng là cái tính cách và phẩm hạnh của cô ấy. Biết cầu tiến, biết cách tiêu tiền. Ví dụ như bây giờ em nói đơn giản, khi mà mình đi làm hay là mình ở nhà, em sẵn sàng nuôi bình thường. Nhưng mà phải biết cách tiết kiệm, biết cách quản lý số tiền đấy. Cái gì đáng mua thì mua, cái gì đáng mua thì đừng có mua. Dạ đúng rồi. Nhưng giờ bạn muốn tiến, bạn muốn hôn nhân chưa? Cho năm sau hoặc là năm tới. Mà mình đã chuẩn bị gì để cho đám cưới chưa? Dạ nhà cửa thì em có rồi, hết rồi ạ. Nhà của em hay nhà của ba mẹ em? Dạ nhà của mẹ em ạ. Giờ mở chung với mẹ với ai nữa? Dạ chỉ ở chung với mẹ thôi ạ. À vậy cũng được. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu cũng được chị. Em biết nấu ăn gì không? Dạ biết. Thôi khỏi mình đi, khỏi ăn. Dạ em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em đó là ham học hỏi chị. Khuyết điểm của em đó là em hơi cứng đầu. Với lại em hay bị lơ đễnh á chị. Đại người ở đây mà quan sát là nó đau đau á. Với lại em hơi bị ham chơi xíu. Chơi gì? Có nhiều cái để chơi. Cụ thể những cái trò chơi em chơi là chơi gì? Em chơi làm mạnh chị. Mà chơi cái gì? Đi cà phê, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, hát karaoke hay là đi cái gì, hay đánh bài hay là... Dạ đánh bài không có. Khi đó thì chơi cái gì, em thích chơi gì? À, mỗi thứ một chút đó chị. Thì mốt em rủ bạn trai em đi chơi chung luôn được không? Dạ được, nếu anh ấy rủ. Em ít khi nào em chủ động em mời lắm chị. Tại ngày là em đưa cái đường link em đưa cho đó đẹp đó là biết, phải biết tự động đi mời em thôi. Bạn trai thấy sao cưng? Thì nói chung là thời gian đi làm cũng rảnh nhiều. Thì nếu bạn gái ok thì em cũng trả đi bình thường chị. Em có tật xấu gì không? Cuối tuần hay ngủ nướng. Hơi làm biếng. Mình trai hơi bị bộn xíu. Sao cái cặp này sao tôi cảm giác giống như là về rồi ăn với ngủ không vậy nè. Trời ơi ăn với ngủ hoài vậy. Muốn lăn hả? Không muốn đi hả? Cũng ráng bò đó chị. Thích lấy vợ ốm hay mập? Dạ thì em nói rồi không quan trọng ngoại hình chị. Hai đứa mập thì về tập gym với nhau. Chứ ngủ không là ai tập? Đó, nó tập gym biết còn có muối đó. Em không thích ở người phụ nữ điểm nào? Nói nhiều chị. Tắc kè quá em cũng sợ. Mặc đồ mà lè loẹt quá nhìn chói hại não lắm chị. Giống như người đối diện đó. Anh ơi lỡ 077 nào mà 6 màu rưỡi được không anh? Tại vì nhìn nhiều khi ra đường kẹt xe em. Ta nhường đường cho mình. Trời lũ lụt kia mình người ta vớt mình lên trước. Dạ. Rồi hết được rồi. Dạ cảm ơn chị. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Xưa giờ có dắt bạn trai nào về giới thiệu với cô chưa? Bạn trai của nó hả là cho cô quyết định. Tại vì tương lai của con cô thì cả một đời. Nó yêu thì nó yêu nhưng mà chọn được hay không là do cô chọn. Dạ. Thì cô thấy chú rể này á chắc cũng ăn nhậu dữ lắm. Dạ không cô, con không có nhậu cô. Ừ, sao con chọn dữ? Tự nhiên. Con mập tự nhiên á. Dạ. Con đi uống đi nhậu bạn bè là toàn uống trà đá không, không uống nhậu. Thì cô cũng chưa rành vậy con mấy. Dạ. Nếu thời gian một năm mà hai đứa thích hợp mà gia đình cô thích hợp được á. Dạ. Thì cưới nhau. Nếu mà con lại may mắn lấy được con gái cô thì con hứa là con sẽ chung thủy. Vì đó là cái điều mà trong quan điểm sống của con luôn. Cô đã nói từ đầu là Dung nó không có thời gian. Có dạ. Nghĩa là công việc của nó rất là đầy. Thì con phải thông cảm cho nó. Dạ. Vấn đề cái thứ nhất là làm dâu. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái bổn phận làm vợ. Dạ. Ví dụ con phải thông cảm là giờ giấc đi làm của nó. Việc nhà đó theo cô nói thẳng là nấu ăn á cũng được vài món như bình thường ở nhà thôi. Dạ. Chứ nó không có biết là chế biến món ăn gì mà để cho gia đình gọi là hưởng thụ hết. Dạ em nấu được cô. Cái đó là thời gian bận quá không sao. Thì sắp xếp được. Để anh qua anh xem rồi. Dễ thương, em thích xem phim hả? Dạ, đặc biệt là phim kinh dị. Trời đất ơi. Bạn Nam có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với hai sếp của em. Cát Tường với Quyền Linh tại hơi rung. Chào chị, cô cũng thấy em cũng được. Em cũng tròn tròn, hai đứa là xứng đôi. Cô cần một người giàu có hiếu với cha mẹ đôi bên. Cô mua nhà rồi, 2 tấm lận cưng. Em nói thiệt. Dạ. Em cứ ở trên lầu, hai vợ chồng cứ thoải mái. Cô cũng muốn em mua đen vậy đó. Cô lớn tuổi rồi, cô cũng mua đen nè, thấy không? Dạ. Ví dụ em đi đâu, em nói con đi tới 6 giờ con về. Mà nếu 6 rưỡi thì em phải kêu điện thoại em nói 1 tiếng để nhà cô khỏi lo. Còn đến vấn đề đám cưới rồi thì cô lo hết, yên tâm. Dạ, và những điều mà bác nói á, là con nghĩ là bác cứ yên tâm. Tại vì từ nhỏ con cũng đã được dạy như vậy rồi. Chữ hiếu là hàng đầu. Cái thứ hai nữa là đi thưa về trình lúc nào con cũng phải có. Dạ con. Dạ, cho gặp sếp luôn ạ. Trình Linh, chào chị Cát Tường. Dạ.
Long ở công ty thì rất được nhiều người rất là yêu quý, bởi vì là thứ nhất là vui tính, thứ hai là chơi với anh em rất là ok. Còn công việc thì là một nhân viên cũng rất lanh lợi và khách hàng thì có rất là nhiều. Chưa thấy cái điểm gì mà khuyết điểm, các khuyết điểm để ở nhà. Dạ. Như vậy tốt rồi, hai bạn sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Ông cặp này xứng đôi đấy, có mẹ hai bên hỗ trợ là được rồi. Chào em. Dạ em chào anh. Em muốn có cái khuôn mặt nó dễ thương, giọng nói rất là ngọt. Anh rất đặt nhiều niềm tin ở cái chương trình này và hy vọng là em cũng sẽ cho anh và cho chính bản thân em một cơ hội để mà chúng ta đến được với nhau, tìm hiểu nhau. Đầu tiên thì lúc nãy giờ em tưởng anh hát lip sync không á, hay quá trời luôn. Em không biết là chút nào anh có bấm nút cho em hay không, nhưng mà sau này nếu như bên công ty em có hát karaoke em mời anh đi được không? Sẵn sàng lên. Anh muốn hát tặng em hai câu hát được không? Dạ được ạ. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong từng ngày. Người đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Nè, hết sức bình tĩnh, đừng để giọng hát ấy ru mình vào cõi mộng. Bây giờ về thực tế đi, hỏi rồi cưới nhau, con cái em sao, có, tiền bạc sao. Em đâu có thù oán với chị đâu. Không cưng, chị đang chuẩn bị khen em. Mấy người có hai mấy lúng đồng tiền giống chị là cực kỳ tốt bụng và dễ thương. Lúc nãy có một cái em chưa nói với anh. Cái vấn đề mà về chi tiêu á, thì có thể em sẽ hơi bị hạn chế. Sau này nếu mà lấy nhau về á, em muốn một phần lương của em có thể nuôi gia đình. Anh rất là tôn trọng cái chủ hiếu. Nếu mà sau này anh may mắn lấy được em, chi tiêu gia đình của anh sẽ lo hết. Và anh cũng mong là em sẽ lấy tiền đấy lo cho mẹ, cho ba mẹ em. Nếu mà thiếu thì anh vẫn hỗ trợ như vậy. Mọi người làm chứng nha. Được không cô, được không? Chị Xui có đồng ý không? Hai chị Xui nói chuyện nha chút xíu đi. Hai đứa con mình nó rất là xứng á, chị đồng ý không? Dạ thì đấy chồng tròn. Chị khéo nuôi mà tôi cũng khéo nuôi nữa đó. Bây giờ á là hai đứa con nói chuyện nhau vậy, chị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Mẹ này chịu chơi lắm. Nhưng mà nó có hiếu với bên này thì em cũng phải có hiếu chứ. Đúng rồi. Má nhà con. Chứ không thì để má lúc đó mất khóc nha con. Bây giờ chúng ta nói một cái câu gì thật tình cảm đi các bạn. Có hai người mẹ ngồi dưới là yên tâm rồi ha. Em phải về đội của anh nha. Anh ơi, lỡ về sau này á, em nói sao anh có nghe vậy không? Tùy trường hợp em. Đã là vợ chồng thì bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Theo cô thì hai đứa chừng nào lấy nhau được? Thì năm nay nó 27 rồi, thôi để 28 đi. Rất là đẹp. Làm mấy mâm cô? Giờ chị Xui muốn mấy bàn thì mình chiều. Mình chiều. Bây giờ mấy bàn không có mơ, nhưng mà có một cái là hy vọng dâu con gái mình về làm dâu. Dạ. Thoải mái xíu là được rồi. Dạ, thì mình cũng không có khó gì đâu. Hai bà Xui là số 1 luôn đó. Thôi được rồi, quan trọng là do hai bạn thôi. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Hai bạn này bạn nào cũng mập nhưng mà bạn nào mặc cũng rất là dễ thương. Đâu gọn chứ, đẹp dễ gái mà. Đẹp trai xứng đôi. Một, hai, không có ai chê ai dư thịt hết, vi phạm luật rồi. Ba, hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Sẽ nắm tay nha. Mẹ ngồi dưới em. Bác ơi cho con nắm tay bạn ấy nha bác. Không sao đâu, con sao. Con cứ nắm đi rồi thời gian tình hiểu cũng sao. Nắm thôi. Đó, má cho phép rồi đó. Trời ơi. Hai này xứng đôi thiệt. Lần đầu tiên có má đi, nắm đi con.